chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu một mẫu sản phẩm bật lửa mới vào shop mình, bật lửa Chimbon. Bật lửa này nó khá đặc biệt, các bạn có thể sử dụng 2 trong 1 luôn. Nó vừa là bật lửa mà dùng than và bật lửa điện. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm ra cho các bạn xem nha. Đây, hộp sản phẩm được làm bằng thiết rất là chắc chắn. Đây, mở hộp ra. Đây là sản phẩm bật lửa Chimbon mình muốn giới thiệu với các bạn. Nó một màu vàng rất là đẹp, nó khác con rồng cái này nữa này. Như thế này nó khác là Chimbon. Rồi, mới ra. Cái này là bật lửa, nó hiện tại nó đang dùng điện này các bạn. Đó. Cháy tiệp plasma. Này thì mình có thể đốt được thuốc. Các bạn rút ra đây. Các bạn đến là sạc pin cho nó nha. Này nó có cái lỗ sạc này. Rồi, đó là khi chúng ta dùng điện. Rồi, thì chúng ta muốn dùng xanh thì chúng ta có thể bỏ cái ruột này vào. Đó. Cái cò đá ra. Đó, khá là nhẹ, rất nhẹ. Cái này quá là tiện luôn. Cái này mà khi mà chúng ta mà mua một cái thành hai luôn rồi các bạn. Mẫu nhìn đẹp ha các bạn. Rồi, mình vừa giới thiệu sản phẩm bật lửa vừa dùng xanh vừa dùng đá Chimbon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.